Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Năm ngày 17 tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị, vào tối ngày 16 tháng 10, cô Đặng Thị Huệ, người được biết đến với tên là Huệ Như, trong phong trào chống các trạm thu phí BOT bị công an huyện Sóc Sơn bắt khi đang đi trên đường vì cho rằng có vấn đề. Sau đó thì cơ quan chức năng đưa cô về huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để khám nhà. Công an Sóc Sơn bắt cô Đặng Thị Huệ với cáo buộc gây rối trật tự. Tuy nhiên thì lần cuối cùng mà cô này tham gia đấu tranh chống BOT bẩn là cách đây hơn 4 tháng. Lúc đó thì công an Sóc Sơn thu xe của cô và giữ cho đến nay. Vào sáng ngày 16 tháng 10 thì có 5 công an thường phục đến tại trường học huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi cô làm việc. Thế nhưng cô không có mặt ở trường lúc đó. Cô Đặng Thị Huệ sinh năm 1981, tham gia cùng một số người lên tiếng chống những trạm thu phí BOT bị cho là đặt sai vị trí, thu phí quá thời hạn nhằm trục lợi một cách bất chính. Cô từng bị lực lượng bảo vệ cho BOT Bắc Thăng Long Nội Bài đánh đến sẩy thai khi tham gia phản đối trạm thu phí này hồi ngày 20 tháng 5 vừa qua. Cô cũng là người nộp đơn kiện Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vì ra quyết định sai trái về trạm thu phí đường bộ BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Việc bắt giữ cô Đặng Thị Huệ diễn ra chỉ một hôm trước phiên xử phúc thẩm anh Hà Văn Nam, một người cũng được biết đến với hoạt động tích cực chống các BOT bẩn. Thưa quý vị, phiên xử thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh được hoãn lại vì các luật sư đã không hiện diện tại tòa án vì phản đối thẩm phán Nguyễn Đăng Phồn không cho sao chụp hồ sơ. Cha của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, đó là ông Nguyễn Ngọc Định, cho Đài Á Châu Tự Do biết là gia đình có đến và được vào tòa và phiên xử vẫn diễn ra tầm 38 phút trước khi tòa tuyên bố hoãn. Nhưng cũng cho biết, theo luật, người có mức án dưới 20 năm lần thứ hai xử nếu luật sư không tham dự, tòa vẫn xử. Hiện tại thì vẫn chưa biết khi nào phiên tòa sẽ mở lại. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh diễn ra vào ngày 17 tháng 10 với cáo buộc là làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, hai luật sư của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là luật sư Nguyễn Văn Miếng và luật sư Đặng Đình Mạnh đã không được sao chụp hồ sơ vụ án để làm căn cứ bảo chữa. Do đó, hai vị luật sư này đã nộp đơn đề nghị hoãn phiên tòa từ hôm 11 tháng 10 nhưng đã không nhận được trả lời của tòa. Để phản đối hành vi ngăn cản luật sư làm việc bào chữa cho thân chủ của mình, các luật sư của thầy giáo Tĩnh đã không đến tòa án vào sáng ngày 17 tháng 10. Ông Nguyễn Đăng Tĩnh sinh năm 1976, giáo viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật ở Nghệ An. Ông được giới hoạt động trong nước cho biết là người năng nổ trong công tác xã hội văn hóa tại giáo phận Vinh. Ông bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An bắt giam vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện La Grai, tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1968, 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân được báo chí trong nước trích đăng, thì bà Nguyễn Thị Huệ đã sử dụng mạng xã hội Facebook để nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước, những người trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan đến gia đình của bà Huệ. Bà Huệ bị cáo buộc đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của nhiều lãnh đạo, đồng thời làm mất niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước. Cáo trạng cũng cho biết, từ năm 2016 đến 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết một số vụ án liên quan đến gia đình của bà, nhưng bà thường xuyên đến các cơ quan tố tụng, ban tiếp dân và các ban ngành khác của huyện để khiếu nại, chửi bới, xúc phạm các cán bộ đang làm nhiệm vụ. Bà bị công an bắt tạm giam để điều tra vào ngày 12 tháng 2, theo thông tin từ con gái của bà Huệ. Từ đầu năm đến nay, thì theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, đã có ít nhất là 17 người bị bắt giữ tại Việt Nam với cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia và tuyên truyền, nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế chỉ trích chính quyền Việt Nam đã mạnh tay đàn áp các tiếng nói đối lập. Theo thống kê của tổ chức này, thì hiện Việt Nam đang giam giữ ít nhất là khoảng 133 người vì thực hiện những quyền công dân cơ bản. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp bằng cách truy cập vào YouTube OFA Tiếng Việt của ban. Hẹn lại quý vị vào bản tin tối mai. Mến chào và cầu chúc quý vị có được nhiều niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.